Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tín tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi núi Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chín Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không, chuyển ngữ Hạnh Chơn, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 30 tháng 1 năm 2011, địa điểm Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, tập 257. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, mời ngồi xuống. Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang 314. Trang 314 bắt đầu xem từ giữa hàng thứ hai. A-di-đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, cho thấy nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng siêu thế, cũng dược trên nguyện của chư Phật. Chúng ta xem từ đây. Ba câu nói về Phật A-di-đà này là Thế Tôn tán thán Phật A-di-đà. Sự tán thán này không phải chỉ riêng Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài làm đại diện, đại diện cho tất cả chư Phật Như Lai trong mười phương ba đời tán thán Phật A Di Đà. Mấy câu tán thán đó chúng ta không được coi thường. Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương, từ hai câu này tự nhiên chúng ta lãnh hội được một cách sâu sắc. Ở đây niệm lão nói cho thấy nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng siêu thế. Trong kinh văn nói: ta lập chí siêu thế, chí là chí nguyện, tức là 48 nguyện vượt trên tất cả chư Phật, vượt trên tất cả thế giới mười phương. Siêu diệt chư Phật là nói từ chánh báo, siêu diệt thế gian là nói từ y báo, y chánh trang nghiêm, không phải tha phương chư Phật Như Lai có thể sánh bằng. Chúng ta làm sao có thể lãnh hội được câu nói này? Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Thế Tôn nói: chư Phật bình đẳng, không có cao thấp. Sao Phật A-di-đà đặc biệt siêu diệt? Làm gì có đạo lý này?
Bên dưới có giải thích điều này. Thế giới cực lạc, vô lượng thanh tịnh trang nghiêm, hoàn toàn hiển lộ tự tánh đương nhân, tâm tác tâm thị, lý sự vô ngại. Mấy câu này nói rất hay. Quý vị muốn hỏi gì? Sao thế giới cực lạc có thể siêu diệt thế giới tha phương? Đạo lý trong năm câu nói này. Trong Kinh Luận Đại Thừa, Đức Phật thường nói: tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Quả thật Phật Phật đạo đồng, nhưng trong hàng đệ tử của Ngài đạo không đồng. Chúng ta phải lý giải điều này. Lý giải từ đâu? Từ trong việc dạy học, ta hoàn toàn hiểu rõ. Một người thầy dạy 20 học sinh, dạy 30 học sinh, trình độ học sinh không ngang nhau. Người học cùng lớp, trình độ không giống nhau. Khi thi cử vẫn có người nhất, nhì, ba. Như vậy sao bằng nhau được? Đây là sự thật. Cõi nước của mười phương chư Phật Như Lai, y báo và chánh báo cũng không giống nhau. Y báo không giống nhau, đó là gì? Chánh báo. Y báo chuyển theo chánh báo. Vì sao thế giới Tây Phương cực lạc y báo chánh báo bình đẳng, siêu diệt thập phương? Trong Nguyện Văn ở trước chúng ta đã học câu cuối trong nguyện thứ 20, Phật A Di Đà nói: phàm những người sanh đến thế giới cực lạc đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Như vậy chánh báo như nhau rồi. A Duy Diệt Trí Bồ Tát thông thường trong các kinh luận đại thừa gọi là pháp thân Bồ Tát. Chúng ta học trong Kinh Hoa Nghiêm, pháp thân Bồ Tát có 41 địa vị. Thực tế thì 41 địa vị này không thể nói nó có, cũng không thể nói nó không có. Cõi thật báo trang nghiêm, quả thật là thế giới bình đẳng, thật sự bình đẳng. Mười pháp giới không bình đẳng, nhưng mười pháp giới của thế giới cực lạc bình đẳng. Nó không có mười pháp giới, nó có cõi phàm thánh đồng cư. Cõi phàm thánh đồng cư không có ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh và a tu la. Cõi đồng cư của thế giới cực lạc chỉ có hai cõi là người và trời. Trong lục đạo chỉ có cõi người, cõi trời.
ngoài ra đều không có. Đây là oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trì. Quý vị xem 48 nguyện, nguyện thứ nhất Ngài nói trong nước của Ngài không có ba đường ác. Đương nhiên không có A-tu-la. Nguyện thứ hai, phàm là người sanh đến thế giới Cực Lạc, từ đây về sau nhất định không đọa vào ba đường ác. Điều này tức là ở bất kỳ thế giới tha phương nào giáo hóa chúng sanh, họ đều không đọa vào ba đường ác. Đây là nguyện siêu thế. Chư Phật Như Lai khác đều không phát nguyện này, cũng không thực hiện nguyện lực này. Ngày nay chúng ta thấy Bồ Tát Pháp Tạng sau khi phát nguyện tu hành năm kiếp, dùng thời gian dài như thế để thực hiện tất cả các nguyện. Điều này thật không thể nghĩ bàn. Ngài phát thệ nguyện, nếu không thực hiện được thệ nguyện thì không thành Phật. Bây giờ Ngài ở thế giới Cực Lạc thành Phật đã 10 kiếp, cho thì mỗi nguyện đều đã thực hiện. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật tán thán Phật A Di Đà, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Đây không phải giả, đây không phải là tân bốc. Không phải chư Phật không làm được mà chưa nghĩ đến. Tất cả chư Phật trí tuệ, thần thông, đạo lực, tướng hảo nhất định đều bình đẳng. Tuy bình đẳng, có khi không nghĩ đến. Phật A-di-đà đã nghĩ đến. Chư Phật có cần học theo chăng? Không cần. Vì sao vậy? Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: một là tất cả, tất cả là một. Cần gì phải tranh cường, phải hiếu thắng? Phật đâu như vậy? Như vậy là không phải Phật. Phật Di Đà làm được, lấy Phật A Di Đà làm đầu, giới thiệu cho tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới đến thế giới của Phật A Di Đà thành Phật. Đây là chư Phật Bồ Tát làm gương cho chúng ta thấy. Chúng ta phải xem hiểu. Đây thật sự là trở về tự tánh. Cho nên Cực Lạc Y Chánh Trang Nghiêm hoàn toàn hiển lộ tự tánh đương nhân. Tương nhân là gì? Là người giáng sanh đến thế giới Cực Lạc. Những người này tánh đức viên mãn, họ có tập khí phiền não che lấp, tánh đức không thể hiển lộ. Phật A Di Đà làm tăng thượng duyên, dẫn dắt tánh đức của họ ra. Cho nên tâm tác tâm thị, thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, lý sự vô ngại. Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm. Đầu tiên giảng Hoa Nghiêm, phía sau của Hoa Nghiêm là thập đại nguyện dương quy về Cực Lạc. Đây nghĩa là gì?
là cứu cánh viên mãn, trở về tự tánh. Thế giới cực lạc là tự tánh, tự tánh đương nhân, tâm tác tâm thị. Tám chữ này nói rất hay, quá viên mãn. Đây thuộc về lý sự vô ngại. Xem tiếp bên dưới. Nước chim cây cối chuyên lưu chánh pháp, thanh sắc hương quang đều tăng đạo niệm, trùng trùng vô tận, tự tại vô ngại. Ở dưới còn nói, chúng ta đọc tiếp, toàn là viên minh cụ đức không thể nghĩ bàn. Cụ thể là sự sự vô ngại pháp giới. Chúng ta đọc đến đây, đây là y báo. Nước là nước tám công đức trong ao thất bảo. Chim có rất nhiều loại. Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta chỉ là sơ lược vài loại. Thế gian chúng ta có, thế gian chúng ta không có, Ngài không nói. Vì có nói chúng ta cũng không hiểu. Cây cối, cây cối ở thế giới cực lạ đều do vô lượng trân bảo tạo thành. Trân bảo ở đó thế gian chúng ta cũng có, là thất bảo. Kim ngân, lưu ly, mã não, những thứ này chúng ta cũng có, nhưng chất lượng không thể sánh với thế giới cực lạc. Trân bảo của thế giới chúng ta thể chất là cứng. Trân bảo của thế giới cực lạc thể chất mềm mại. Không giống nhau. Vi diệu nhất là tất cả đều tuyên lưu chánh pháp. Quý vị lắng nghe kỹ, tiếng nước chảy nó đang nói pháp. Trên thực tế, tiếng nước chảy ở thế gian chúng ta phải chăng đang nói pháp? Như thác nước, chúng ta từng thấy, từng nghe. Nó cũng đang nói pháp. Đáng tiếc chúng ta nghe không hiểu. Nhĩ căn chúng ta không sắc bén. Chim cũng đang nói pháp. Hoa cũng đang nói pháp. Thanh, sắc, hương, quang đều tăng đạo niệm. Trong giáo lý Đại Thừa, Đức Phật gọi là sáu trần thuyết pháp.
sắc thanh hương vị đều đang thuyết pháp. Trùng trùng vô tận, câu này ý nghĩa rất sâu sắc. Tự tại vô ngại, toàn nghĩa là toàn thể, là giải thích tất cả các hiện tượng này đều là viên minh cụ đức. Viên là viên mãn, minh là minh quang, đều xuất hiện từ thường tịch quang, sự đại quang minh tạng xuất hiện ra. Tịch quang hàm nhiếp trí tuệ đức tướng viên mãn. Dùng ba thứ này bao gồm tất cả. Trí tuệ đức là đức năng, tướng là tướng hảo, hoặc như ngày nay chúng ta gọi là hiện tượng. Hiện tượng là chia thành ba loại lớn: hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất. Không có gì không phải là viên minh cụ đức, không thể nghĩ bàn. Như vậy chúng ta biết mỗi một pháp gọi là một hoa một lá. Một giọt nước, dùng danh từ của giới khoa học hiện nay để nói, tin tức của toàn thể vũ trụ được bao hàm trong đó. Chúng ta lấy ví dụ này còn rất lớn. Trong kinh nói gì? Một sợi lông, một hạt bụi. Một sợi lông, một hạt bụi vẫn quá lớn. Ở trước chúng ta học là di điểm của một sợi lông, một hạt bụi. Di điểm này hiện nay các nhà lượng tử lực học gọi là lượng tử, cũng gọi là tiểu quang tử. Đại khai hiện tượng là vật chất nhỏ nhất, không có vật gì nhỏ hơn. Phật pháp gọi là lân hư trần, nghĩa là hạt dư trần này làm hàng xóm với hư không, nó không thể tiếp tục phân chia, phân nữa là không còn. Lân hư trần, trong một hạt lân hư trần này hàm nhiếp tất cả trí tuệ đức tướng khắp biến pháp giới, hư không giới. Vấn đề này là thật, không phải giả. Hiện nay giới khoa học chứng minh cho chúng ta thấy. Trước đây chúng ta không hiểu, chúng ta dựa vào lời dạy của Thánh Hiền để đo lường. Đức Phật nói Ngài không gạt người, Phật nói nhất định là thật. Không ngờ hiện nay lại có một người nữa chứng minh cho chúng ta thấy. Nhà lượng tử lực học họ nói với chúng ta đây đúng là chân tướng sự thật.
không thể nghĩ bàn. Do đó cử thể sự sự vô ngại. Ở trước là lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Kinh Luận Đại Thừa là cảnh giới Hoa Nghiêm. Pháp giới hư không giới với chính mình đích thực là nhất thể. Mỗi tiểu quang tử trên thân chúng ta, đều viên mãn đầy đủ. Chúng ta xem tiếp. Lại nhờ nghe danh bèn chứng bất thoái, thấy cây khế ngộ vô sanh. Nghe danh, nghe được danh hiệu Phật A-di-đà, Nam-mô A-di-đà Phật, liền đạt được ba loại bất thoái. Là thế giới Cực Lạc, không phải chỗ nào khác. Vì sao vậy? Vì nghe danh chắc chắn được giảng sanh, không nhất định là đời này. Phải ghi nhớ điều này. Vì trong A Lại Gia Thức có chủng tử Nam Mô A Di Đà Phật, trong kinh điển Thế Tôn thường dạy chúng ta vừa nghe qua tai vĩnh viễn thành giống đạo. Ta nghe được danh hiệu Phật A Di Đà, thấy tượng Phật A Di Đà, bất luận là tượng vẽ hay tượng đúc, ta biết tượng này là Phật A Di Đà. Trong A Lại Gia Thức liền có chủng tử Phật A Di Đà. Thiện căn sâu dày, gặp nhân duyên thù thắng, đời này sẽ thành tựu. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đây chính là bèn chứng bất thoái. Cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh cũng như vậy. Quả thật không thể nghĩ bàn. Người không có thiện căn, ngày nay trong thiện căn, đời sau kiếp sau gặp nhân duyên, chắc chắn tu học pháp môn này nhất định giảng sanh, một đời liền chứng được bất thoái. Câu này chúng ta phải thật sự lãnh hội được, phải lý giải được. Thế giới này biết bao nhiêu chúng sanh, tuy họ không tin Phật, thậm chí là bài xích Phật, phản đối Phật, còn tiêu diệt Phật, họ biết có Phật A-di-đà chăng? Họ biết. Nói cách khác, tương lai đều là Bồ-Tát của Liên Trì Hải Hội. Bây giờ họ tạo những nghiệp này, họ phải chịu quả báo.
Quả báo là gì? Quả báo là tiêu nghiệp chướng. Trong địa ngục tiêu nghiệp chướng, đường ngã quỷ tiêu nghiệp chướng, đường súc sanh tiêu nghiệp chướng, đều là tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu hết, khi trở lại nhân gian gặp được pháp môn này, họ liền thực hành, thật sự thành tựu. Cho nên nghe danh bèn chứng bất thoái. Thấy cây khí ngộ vô sanh. Nghe danh là nhân, chứng bất thoái mới là giảng sanh. Sanh đến thế giới cực lạc, đến thế giới cực lạc, bất luận là cấp bậc nào, cõi đồng cư hay là cõi phương tiện, cõi thật báo thì không cần nói. Tam bội cửu phẩm đều thấy được cây báo. Nhìn thấy cây báo, họ có thể khai ngộ. Khí ngộ nghĩa là khai ngộ. Ngộ đến cảnh giới nào? Ngộ được tất cả pháp bất sanh bất diệt. Đây chính là vô sanh pháp nhận. Bồ Tát vô sanh pháp nhận thua quá vị nào? Thất địa, bát địa, cửu địa. Thật tuyệt vời. Thông thường trong kinh luận Đại Thừa, những học nhân này đạt được sơ địa đã vô cùng hoan hỷ rồi. Từ sơ địa đến thất địa phải bao nhiêu thời gian mới tu được? Quý vị xem ở thế giới Tây Phương Cực Lạc dễ dàng biết bao. Đây là nói giảng sanh tịnh độ, thành tựu quả đức không thể nghĩ bàn. Ngày nay khó nhất là gì? Có một số người niệm Phật không hiểu biết về thế giới cực lạc, cho nên họ rất tham luyến thế giới ta bà. Đối với những sự vật trước mắt, tập khí quá nặng, vẫn còn có ý niệm khống chế chiếm hữu. Thông thường người thế tục gọi là tranh quyền đoạt lợi. Có quyền, họ có thể chiếm hữu, có thể chi phối. Đâu biết rằng đây là tạo nghiệp. Những điều này dù là tốt đến đâu, có ích cho xã hội, có lợi đối với chúng sanh, cũng không ra khỏi luân hồi lục đạo. Quả báo thù thắng nhất là ở cõi trời. Như trong kinh điển Đại Thừa nói, vua trời Đao Lợi là thiên chủ của dục giới. Vua trời Đại Phạm
là thiên chủ của sắc giới. Vua trời Ma Hê Thủ La là thiên chủ của tứ thiện. Phước báo lớn nhất trong lục đạo. Chưa ra khỏi luân hồi lục đạo. Làm sao có thể sánh được với người niệm Phật? Nếu niệm Phật thành tựu, Bồ Tát Đại Thế Chí nói rất hay. Tu như thế nào? Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, nhớ Phật niệm Phật, hiện tại tương lai nhất định thấy Phật. Năm câu này trong chương Viên Thông rất quan trọng. Ngày nay khó khăn nhất của chúng ta chính là không thể đô nhiếp lục căn. Mắt thấy sắc liền bị cảnh sắc xoay chuyển, không làm chủ được chính mình. Từ trong cảnh sắc sanh khởi, ý niệm khống chế, ý niệm chi phối, ý niệm chiếm hữu. Ta đối với âm thanh cũng khởi ý niệm này. Sáu càng tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Cho nên công phu niệm Phật không đắc lực. Như thế nào công phu mới đắc lực? Buông bỏ. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, buông bỏ. Phân biệt chấp trước. Buông bỏ. Ý niệm chiếm hữu. Buông bỏ ý niệm khống chế. Buông bỏ ý niệm chi phối. Đây là điều hiện tại phải làm. Sau đó tiến thêm bước nữa, chính là tiêu chuẩn trong kinh điển. Buông bỏ tất cả chấp trước, phân biệt, khởi tâm động niệm. Như vậy công phu niệm Phật sẽ đắc lực. Gọi là tịnh niệm tương tục. Không ai không giảng sanh. Mà giảng sanh phẩm vị còn rất cao. Công phu niệm Phật không đắc lực chính là tập khí phiền não quá nặng. Không phải người khác chướng ngại mình, mà tự mình chướng ngại mình. Vì sao thấy sắc nghe âm thanh phải động tâm? Mà kệ nó chẳng phải tốt sao? Đức Phật dạy chúng ta tùy duyên diệu dụng. Tùy duyên tức là mặc kệ nó. Diệu dụng là gì? Là không khởi tâm, không động niệm. Đây gọi là diệu dụng. Vì sao nhất định phải nương theo ý của mình?
nương vào ý mình là nương vào mình để tạo nghiệp. Không được tạo ác nghiệp, tốt nhất cũng không tạo thiện nghiệp. Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, họ làm rất tốt, tùy duyên diệu dụng, oai nghi hữu tắc, biểu hiện quá tốt. Đối với người khác, tất cả tuyệt đối không liên quan. Tự mình làm gương cho người khác noi theo, thay đổi mà không hề hay biết, không hề miễn cưỡng người khác, không gây áp lực cho người khác. Cho nên chúng sanh không ai không thích Bồ Tát. Bồ Tát từ bi, Bồ Tát tùy duyên, Bồ Tát hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Mấy câu sau cùng: thập niệm tất sanh tịnh độ. Quý vị xem giảng sanh tịnh độ có đơn giản không? Quá đơn giản, dễ dàng, tiện lợi, nhanh chóng, thành tựu cao. Quậy phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh, làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Như vậy có thể không giảng sanh ư? Thật sự muốn giảng sanh, thật sự muốn đi, như vậy phải buông bỏ vạn duyên. Buông bỏ không phải nói về sự sự không có chướng ngại, sự sự vô ngại, không được để ở trong tâm. Phải buông bỏ tâm, nhưng buông bỏ tâm khởi đầu sự là duyên, không buông bỏ từ sự, như vậy tuyệt đối không buông bỏ được tâm. Buông bỏ từ sự có thể giúp ta được tâm thanh tịnh, trong tâm lại không có phân biệt chấp trước, tất cả pháp bình đẳng, thì tất cả pháp không có gì khác. Pháp pháp giai như vậy, pháp pháp giai thị, như vậy là đúng. Phàm phu lễ đăng bổ xứ, vì A Duy Diệt Trí, chúng ta dùng Hoa Nghiêm Viên Giáo để nói: từ sơ trụ đến đẳng giác, đẳng giác chính là bổ xứ, chắc chắn một đời thành Phật. Giảng sanh đến thế giới Cực Lạc là phàm phu, cõi phương tiện và cõi đồng cư đều là phàm phu, cõi thật báo mới là thánh nhân. Nhưng họ ở cõi đồng cư ngang bằng với A Duy Diệt Trí Bồ Tát, cho nên gọi là phàm phu lễ đăng bộ xứ. Điều này mười phương cõi nước đều không có. Trong tất cả cõi nước của chư Phật Như Lai, trong mười phương ba đời đều không có. Duy nhất đồng cư Cực Lạc có.
Quý vị thầy đặc biệt dùng đồng cư. Đây là nghĩa gì? Cõi thật báo của Phật Di Đà không có gì khác với cõi thật báo của mười phương chư Phật. Không giống nhau là cõi phàm thánh đồng cư. Cõi phàm thánh đồng cư của thế giới cực lạc, trong cõi phàm thánh đồng cư của mười phương chư Phật không có. Chúng ta từng đọc trong Kinh Hoa Nghiêm, mười phương thế giới có giống như thế giới cực lạc vậy không? Cõi phàm thánh đồng cư chỉ có hai cõi, người và trời, không có ba đường ác, không có tu la, không có la sát. Có không? Có. Nhưng họ không phải A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Thế giới cực lạc, cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Điều này không có. Trong mười phương thế giới không tìm thấy dù chỉ một người. Duy nhất thế giới cực lạc có. Cho nên gọi là nguyện siêu thế thù thắng vô thượng. Cũng chính vì sự thật này, nhân duyên này, cho nên chư Phật Bồ Tát tán thán Phật A Di Đà là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Dương. Chúng ta không thể không biết điều này. Chúng ta không đến đó được chăng? Hay vẫn ở đây tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo, vẫn tạo nghiệp tam đồ sao? Mọi người hãy nhớ, tam đồ là tâm tham, nên nhớ rằng đó nói đến tâm tham. Bất luận là đối tượng nào, tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, đây là pháp thế gian. Tham Phật pháp vẫn là tham. Đốt hương phải đốt cây hương đầu tiên, đốt cây hương thứ hai tâm liền khởi phiền não, đây là sân nhuệ. Chỉ cần là tâm tham liền tương ứng với đường ngã quỷ. Tâm sân nhuệ tương ưng với đường địa ngục. Tâm ngu si tương ưng với đường súc sanh. Ngu si khó đoạn. Tham sân hình như rất mạnh mẽ, nhưng nó rất dễ đoạn. Ngu si, cổ nhân hình dung nó như các đôi củ sen, mà sợi tơ của nó vẫn dính với nhau, rất khó đoạn. Vì sao vậy? Vì ngu si phải trí tuệ khai mới có thể đoạn được. Trì giới có thể đoạn tham, tu định có thể đoạn được sân nhuệ, trí tuệ khai mới đoạn được ngu si. Tam học giới định tuệ
phá trừ tam độc tham sân si. Nếu không tu giới định tuệ, không thể đoạn trừ tham sân si. Không đoạn tận tham sân si là chướng ngại lớn nhất của đạo Bồ Đề. Bất luận là ta tu như thế nào cũng không dễ thành tựu. Dùng phương pháp gì để đoạn tham sân si? Cư sĩ Hồ Tiểu Lâm vào nửa năm trước, lúc phụ thân ông lâm trọng bệnh giảng sanh, quý vị thấy ông ta hầu hạ hiếu dưỡng phụ thân mình. Trong này quý vị có thể lãnh hội được ông thật sự đang tu giới định tuệ. Hoàn toàn khống chế được tập khí tham sân si. Thật không dễ. Người nghiệp chướng sâu nặng, không thể không nghe kinh. Bây giờ tôi nói là vấn đề nghe kinh, cùng mọi người chia sẻ, giúp chúng ta giác ngộ. Đọc kinh không hiểu được ý nghĩa của nó, xem chú giải cũng rất khó khăn. Quý vị có thể hiểu được ý của người chú giải kinh điển ư? Chư vị cổ đức nói rất hay, Phật pháp vô nhân thuyết, tu trí mạc năng giải. Kinh Hoa Nghiêm đã nói như thế. Ai thuyết? Tiêu chuẩn là có tu có chứng, nghĩa là người tu hành chứng quả có thể thuyết. Không phải là người tu hành chứng quả, điều này rất khó. Tu hành chứng quả, tâm và ý của họ tương ứng với chư Phật. Tuy không tương ứng hoàn toàn, họ vẫn có vài phần tương ứng. Đó chính là mấy phần lợi ích. Đương nhiên tốt nhất điều đó chúng ta không thể không tìm thấy là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người như vậy nói cho chúng ta hoàn toàn tương ưng với ý của Phật, tuyệt đối không nói sai. Chúng ta tìm đâu ra bậc thiện tri thức như vậy? Không tìm thấy. Không tìm thấy, thầy liền dạy cho chúng ta bất đắc dĩ mà cầu người thứ hai. Cầu người thứ hai là cầu người có tu hành, thật sự có tu,
tu như thế nào? Những gì Đức Phật nói trong kinh, họ có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Áp dụng trong công việc, áp dụng trong xử sự đối nhân tiếp vật. Họ có thể nghiệm của cuộc sống thực tế. Những gì họ lãnh ngộ sâu sắc hơn những người không thể ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ nói mà không thực hành thì không đáng tin. Người lời nói đi đôi việc làm, họ có sở ngộ. Chúng ta có thể học tập theo họ. Nhưng đối với việc học tập, ở trước có chia sẻ với quý vị, điều kiện học tập quan trọng nhất là chân thành, thọ trì. Nếu không có tâm chân thành, không có tâm chân thành không thể đạt được. Dù chư Phật Bồ Tát đến giảng kinh nói pháp cũng không thể đạt được. Bí quyết ở chỗ chân thành. Bên trong có chân thành, biểu hiện ra bên ngoài là sự cung kính. Người như vậy học tập thật sự đạt được lợi ích. Không có tâm thành kính, không học được điều gì cả. Lúc Đại sư Ấn Quang còn tại thế, thường dùng câu khai thị này để tiếp dẫn đại chúng. Một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Ta đạt được bao nhiêu không liên quan đến cảnh giới bên ngoài, hoàn toàn là nội tâm mình có bao nhiêu phần thành kính. Người thầy này không tốt, nói mà không thực hành. Họ không làm được, nhưng họ nói không sai. Vì sao vậy? Hoàn toàn nói theo trong kinh, y theo những gì chư vị tổ sư cao tăng đã nói. Họ nói không sai, không nói theo ý mình, nhưng họ làm không được. Đại sư Thiên Thai nói, hai người này là thầy của đất nước, họ có thể làm thầy, không hại người, không được thêm ý của mình vào. Thêm ý mình là phải chịu nhân quả. Những gì tôi nói đều y theo chú giải của các bậc cổ đức. Nói sai họ chịu trách nhiệm, tôi không chịu trách nhiệm. Tôi nói không sai, đây là bậc thầy tu. Nói được, thực hành được là bảo vật của đất nước. Đại sư Thiên Thai phân người giảng kinh truyền đạo. Thành hai cấp bậc này
Một là bậc thầy, hai là vật báo. Quốc sư, quốc bảo. Quốc bảo là làm được. Những tiêu chuẩn này của các bậc cổ đại đức, không những chúng ta phải biết, mà nhất định phải y giáo phụng hành. Đời này mới thật sự có thành tựu. Thành tựu thật sự chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đại sư Ngẫu Ích nói rằng cõi đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh là Ngài đã mãn nguyện rồi. Ngài rất mãn nguyện. Quả thật đã làm được. Đối với người không tranh, đối với thế gian vô cầu, phẩm vị thấp nhất đã rất mãn nguyện rồi. Đại sư Ngẫu Ích là Phật Bồ Tát tái sanh. Vì chúng ta mà thể hiện như thế, nhất định là thật. Chúng ta y giáo phụng hành, đâu có chuyện không thành tựu. Xem tiếp đoạn dưới. Nhất định thành đạo vô thường. Đạo tức là Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ, nghĩa là giác ngộ. Đạo là gì? Đạo là giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là không mê hoặc. Mê hoặc nghĩa là ngu si. Không mê hoặc tức là đạo. Đạo Bồ Đề, đạo Bồ Tát, đạo Phật. Chỉ có người mê hoặc. Mới có tham, có sân. Người giác ngộ, tham, sân, si, mạn, nghi đều không có. Vẫn còn tham, sân, si, mạn, nghi. Chúng ta biết họ là phàm phu lục đạo chính hiệu. Mê mà không giác, không có năng lực phân biệt chánh tà, không có năng lực phân biệt thật giả, không có năng lực phân biệt đúng sai, thậm chí không có năng lực phân biệt lành dữ, quả phước. Hàng người này trong kinh điển thường gọi là kẻ đáng thương. Họ quả thật là đáng thương. Tư tưởng, ngôn hành của họ hoàn toàn tương phản với Bồ Đề. Phật Bồ Tát có khuyên những người này hay chăng? Không khuyên. Vì sao vậy? Vì họ có nghiệp chướng.
nhất định phải chịu tội, nhất định phải chịu khổ, nhất định phải đi đường vòng. Phật Bồ Tát ở bên cạnh đợi họ quay đầu. Khi nào họ quay đầu thì mới có thể giúp được. Nếu không chịu quay đầu thì càng giúp càng tệ. Đó không phải giúp mà là hại họ, khiến tội càng nặng thêm. Phật Bồ Tát không thể làm điều này. Khi họ chưa tiếp thu thì không nói được. Khi nào có thể tiếp thu, Phật Bồ Tát rất rõ ràng, minh bạch. Câu này là nói về đạo vô thường. Đạo mà Như Lai đạt được càng không có gì có thể siêu diệt hay địa vị cao hơn nó, nên gọi là đạo vô thường. Tức vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tiếng Phạn gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tiếng Phạn không phải không dịch được. Đây là mục đích tối cao. Người tu hành Đại Thừa luôn mong cầu khác ngưỡng. Vì sao ta học Phật? Quý vị học Phật muốn đạt được điều gì? Chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những vị Pháp Sư phiên dịch kinh dùng nguyên văn âm dịch, dịch âm không dịch chữ, biểu thị sự tôn trọng đối với nó. Như Phẩm Thọ Lượng của Kinh Pháp Hoa nói, bốn câu kệ này rất quan trọng. Mỗi người tự tác ý, làm sao khiến chúng sanh đắc nhập đạo vô thượng, mau thành tựu thân Phật. Bốn câu này thật di diệu. Chữ mỗi này là niệm niệm không gián đoạn. Tự mình có ý này, có ý niệm này. Ý niệm này là gì? Làm sao khiến chúng sanh? Làm sao là phương pháp? Chúng ta dùng phương pháp gì để giúp đỡ chúng sanh? Giúp họ điều gì? Giúp họ đắc nhập vô thượng đạo, giúp họ chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, mau thành tựu thân Phật nhanh chóng. Đã được cứu cánh Phật quả. Kinh Hoa Nghiêm gọi là diệu giác vị.
các bậc cổ đại đức xưng tán kinh Pháp Hoa rằng Pháp Hoa thành Phật, Lăng Nghiêm khai trí tuệ, kinh Pháp Hoa dạy người thành Phật, kinh Lăng Nghiêm dạy người khai trí tuệ. Pháp Hoa, sao lại nói Pháp Hoa thành Phật? Qua bốn câu kệ này chúng ta đã hiểu. Niệm niệm giữ tâm như thế nào? Dụng ý là gì? Mục đích ra sao? Mục đích là dùng phương pháp gì giúp chúng sanh có thể thành Phật ngay trong đời này, thành đạo vô thượng? Dùng phương pháp gì đều rất rõ ràng, chỉ có phương pháp niệm Phật. Vì thị tâm thị Phật, quý vị vốn là Phật, vốn là Phật, bây giờ ta lại thị tâm tác Phật, như vậy không phải là thành Phật rồi ư? Ta niệm Phật liền thành Phật, niệm Bồ Tát thì thành Bồ Tát. Ngày ngày nghĩ đến phát tài, ngày ngày nghĩ đến cách làm sao kiếm tiền, quý vị đi vào đường ngạ quỷ, đó là quỷ đạo. Nghĩ đến quỷ liền biến thành quỷ, ngày ngày hận người này, ghét người kia, mọi việc đều không như ý. Nghĩa là ngày ngày ta nhớ đến địa ngục, nhất định đọa địa ngục. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh mà. Vì sao họ làm Phật? Vì sao họ làm ngạ quỷ? Vì sao họ đọa địa ngục? Bản thân họ muốn, không trách người khác được. Quý vị khởi tâm động niệm nghĩ đến điều gì, nó liền biến ra điều đó, hiện ra điều đó. Việc này ta không thể không biết. Bồ Tát Pháp Tạng cũng lại như thế, muốn khiến chúng sanh đến đạo vô thượng. Bồ Tát Pháp Tạng không có ý khác, không có ý niệm khác. Ngài khởi tâm động niệm hoàn toàn tương đồng với phẩm thọ lượng trong kinh Pháp Hoa nói. Đây chính là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Dương. Ngài kiến lập đạo tràng thị giới Tây Phương Cực Lạc, cúng dường mười phương thế giới. Người thật sự muốn phát tâm thành Phật, đến đạo tràng của Ngài tu tập, làm mãn đại nguyện thành đạo vô thượng của tất cả chúng sanh. Quá tuyệt. Phương pháp cực kỳ đơn giản. Dùng đức hiệu của tự tánh là danh hiệu của mình,
Niệm danh hiệu này là niệm đức hiệu của tự tánh. Ở trước có một câu cần phải ghi nhớ: tự tánh đương nhân. Câu Nam Mô A Di Đà Phật này hoàn toàn hiển lộ tự tánh đương nhân, tâm tác tâm thị. Câu này nói một cách triệt để. Đối với câu tất chỉ có hai cách giải thích, nghĩa là có hai cách nói. Thứ nhất, nhất định đạt được đạo vô thường, làm chủ thể của bổn nguyện. Bổn nguyện là 48 nguyện. Mỗi nguyện của 48 nguyện đều giúp chúng sanh nhất định đạt được đạo vô thường. Trong mỗi một nguyện đều lấy tự thể chánh giác. Mỗi một nguyện đều hiển lộ ra từ trong tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ đức tướng. Khi Đại sư Huệ Năng kiến tánh nói: đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, là từ trong vốn tự đầy đủ hiển thị ra. Như hai câu tiếp theo này, như hai câu bên dưới: nếu nguyện này không thành tựu thì không thành đạt giác. Đây nghĩa là thì không thành Phật. Đẳng giác là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện văn cụ thể 48 nguyện. Tuy mỗi nguyện có khác, nhưng đại nguyện chung đều nhập vô thượng đạo, đồng thành chánh giác. Kinh văn 48 nguyện, những điều mục này giống như cành lá của một gốc cây, cành cây lá cây. Rất nhiều cành lá này cùng chung một gốc rễ. Gốc rễ này là gì? Nhập vô thượng đạo, đồng thành chánh giác. Đây là gốc rễ. Chữ đồng này ý nghĩa rất thâm sâu. Trong chữ này bao hàm sự bình đẳng chân thật, không hai không khác. Trong này không có tập khí phiền não, không có tật đố chướng ngại. Hy vọng hết thảy chúng sanh khắp mười phương thế giới đều bình đẳng thành Phật. Như Phật A Di Đà,
Thật ra giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, cõi phàm thánh đồng cư hạ tam phẩm giảng sanh, hoặc là hạ hạ phẩm giảng sanh, đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đây là bình đẳng. A Duy Diệt Trí là bình đẳng. Đã được ba loại bất thoái: vị bất thoái, hành bất thoái, niệm bất thoái. Đây là đồng thành chánh giác. Ngày nay chúng ta học Phật phải học tâm bình đẳng của Phật A-di-đà, không được khinh mạng bất kỳ một chúng sanh nào. Đối với bên trong phải tôn trọng tánh đức, đối với bên ngoài phải tôn trọng hết thảy chúng sanh. Tôn trọng tánh đức là tự thương mình. Tôn trọng người khác là thương chúng sanh. Người không biết thương mình thì làm sao có thể thương chúng sanh? Đó là điều không thể xảy ra. Thương người nhất định phải bắt đầu từ thương mình. Tánh đức là gì? Cổ nhân đã nói một chữ, gọi là bản tánh vốn thiện. Nói đến một chữ thiện, Tam Tự Kinh dạy các em nhi đồng: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thiện ở đây không phải thiện của thiện ác. Thiện này là gì? Thiện này là tổng xưng của tánh đức. Ngày xưa các bậc tổ tông phân chữ thiện này thành bốn khoa, chính là bốn loại, là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Bốn loại này, thiện tức là bốn loại này. Trong ngũ luân chia thành năm loại cương mục: phụ tử hữu thân, phu phụ hữu biệt, quân thần hữu nghĩa, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tính. Nếu thực hiện được năm câu này là thế giới đại đồng. Dùng phương pháp gì để đạt được cách trị đại đồng? Ngày nay chúng ta gọi là thế giới hòa bình. Chứ gì phải biết, thế giới hòa bình nhất định thực hành từ gia đình hòa thuận. Nếu gia đình bất hòa, xã hội thế giới không thể hòa. Gia hòa vạn sự hưng.
Năm câu này thực hiện trong gia đình. Dùng phương pháp gì? Dùng ngũ thường. Ngũ thường là tánh đức, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Lấy nhân làm gốc. Nhân là gì? Nhân là thương người, suy mình ra người. Thương người như thương chính mình. Nghĩa là làm tròn nghĩa vụ, không nghĩ đến báo đáp, không nghĩ đến quyền lợi. Ngày nay nói toàn tâm toàn ý phục vụ người khác. Trong gia đình phục vụ người nhà. Ngày xưa là nhà đại gia đình, hiện nay không còn. Bây giờ rất đáng thương, người mất nhà tan. Thời cổ đại, mỗi gia đình ít nhất là tứ đại đồng đường. Đại gia đình. Cho nên không có ngủ luôn ngủ thường, nhà không tồn tại. Nhà sẽ loạn, nhà sẽ bại. Phải có tứ duy bát đức, lễ nghĩa liêm sĩ, hiếu đệ trung tín, nhân ái hòa bình. Mỗi người đều phải tuân thủ, mỗi người đều phải thực hành, phải làm được. Đây là tiêu chuẩn làm người, tương ứng với tánh đức. Quý vị học giáo huấn thánh hiền, có thể thành thánh nhân, thành hiền nhân. Ta học Phật có thể thành Phật, có thể thành Bồ Tát. Nền tảng vững chắc. Ta học đạo có thể thành thần, thành tiên. Bốn khoa mục này đúng là giáo dục căn bản. Không có nền tảng của bốn khoa mục này, học gì cũng không thành tựu. Không thành tựu nghĩa là mỗi ngày ta tạo nghiệp luân hồi. Tương lai phải chịu quả báo trầm luân trong lục đạo. Vấn đề là như vậy. Đức Phật Di Đà từ bi, dùng hoằng nguyện siêu thế giúp chúng ta, tiếp dẫn ta giảng sanh tịnh độ. Vẫn cần có điều kiện. Điều kiện thứ nhất, mọi người đều sơ xuất. Quý vị mở kinh văn ra, Phật gọi là gì? Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là điều kiện đầu tiên. Quý vị học Phật, mình có phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân chăng? Phải. Quý vị dựa vào điều gì? Việc này có điều kiện đấy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân là lấy thập thiện nghiệp làm điều kiện. Ta có thực hành thập thiện nghiệp chăng? Thực hành thập thiện nghiệp, ta mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân.
Nếu đến xưng hiệu này mà cũng không có, tất cả kinh điển Đức Phật nói không có phần của mình. Ta không phải là thiện nam tử thiện nữ nhân. Phật đang nói với thiện nam tử thiện nữ nhân, họ có phần, mình không làm được nên không có phần. Cùng lắm chỉ được ngồi dự tính bên cạnh, không phải học sinh chính khóa. Trong tịnh nghiệp tam phước nói với chúng ta một cách rõ ràng minh bạch, tịnh nghiệp tam phước có ba điều. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Chúng ta có làm được chăng? Hai câu này thực hành trong đệ tử quy. Thực hành đệ tử quy là thực hiện được hai câu này. Không hành trì đệ tử quy thì hai câu này cũng chỉ đọc cho có mà thôi, không phải của chính mình. Từ tâm bất sát, giết người phải đền mạng, nợ tiền phải trả bằng tiền. Đây là luật nhân quả. Chúng ta thực hành nó trong cảm ứng thiên. Cảm ứng thiên nói cho chúng ta biết về quả báo thiện ác, tất cả có 195 vấn đề. Chúng ta cần phải ghi nhớ. Thiện cần phải tu, ác cần phải đoạn. Sau cùng là tu thập thiện nghiệp. Giờ này có thể biết thập thiện nghiệp thành lập trên nền tảng của đệ tử quy và cảm ứng thiên, tức là nho giáo và đạo giáo. Đây là vào khoảng giữa thời nhà Đường trở về sau. Đại thừa giáo không học tiểu thừa mà dùng nho và đạo giáo để thay thế. Vấn đề là như vậy. Vì lúc Đức Phật tại thế, Ngài từng nói, Phật tử, hàng đệ tử Phật không học tiểu thừa trước, sau đó học đại thừa. Đức Phật nói thì không phải là đệ tử Phật. Phật không thừa nhận. Kinh điển tiểu thừa phiên dịch khá hoàn chỉnh. Nam truyện là pháp tiểu thừa. Kinh điển tiểu thừa của tiếng Pali, tam tạng của tiểu thừa. So với kinh tạng của Hán dịch chỉ nhiều hơn Hán truyền năm mươi mấy bộ. Gần 3.000 bộ chỉ nhiều hơn 50 mấy bộ. Số lượng này quá ít, cho thấy phiên dịch rất hoàn chỉnh. Thời Tùy Đường, tiểu thừa có hai tông phái, Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Người học Phật nhất định phải học. Nhưng từ giữa thời nhà Đường trở về sau, chư vị tổ đức dùng nho và đạo giáo thay thế tiểu thừa, cho nên tiểu thừa không còn chủ đứng.
Hai tông phái này bây giờ ít người biết đến. Đa phần họ chỉ biết đến 8 tông phái của Đại Thừa, không biết còn có 2 tông phái Tiểu Thừa. Chư vị Tổ sư Đại Đức dùng phương pháp này rất quá lý. Vì sao vậy? Vì Nho giáo và Đạo giáo ngắn gọn, dễ hành trì. Ưu điểm hơn Tiểu Thừa, kinh điển Tiểu Thừa quá nhiều, phân lượng quá lớn, khó học. Nho và Đạo giáo phân lượng đều không nhiều, mà nội dung của nó lại rất gần với Đại Thừa, cho nên dùng nó làm căn bản để phế nhập Đại Thừa. Tiện lợi hơn là đi từ Tiểu Thừa đến Đại Thừa. Đạo lý là như vậy. Trên thực tế chúng ta thấy, từ thời nhà Đường đến nay 1400 năm, từ đời này qua đời khác, các bậc cao tăng đại đức, bao gồm các bậc trưởng giả cư sĩ, hàng tại gia học Phật, người khai ngộ chứng quả rất nhiều, giảng sanh lại không cần phải nói. Nền tảng giáo dục truyền thống, thực tế mà nói thì đến năm Dân Quốc mới hoàn toàn bỏ quên. Thậm chí bị bỏ quên, bị phủ nhận. Phiền phức này rất lớn. Phủ nhận nền giáo dục truyền thống. Ngày nay chúng ta đối với giáo huấn của Thánh Hiền, chư Phật Bồ Tát không có cửa để vào, chỉ có nghiên cứu nó như một loại học thuật. Phật học, Nho học, Đạo học, coi nó như một loại học vấn để nghiên cứu, không đạt được lợi ích chân thật. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Ở Đại học Luân Đôn và Đại học Cambridge, tôi từng nói với sinh viên khoa Hán học ở đó, mục đích học Nho giáo là thành thánh, thành hiền, thành quân tử. Ba học vị của Nho giáo cao nhất là thánh nhân, thứ hai là hiền nhân, thứ ba là quân tử. Phật pháp cũng có ba học vị. Học vị cao nhất là quả vị Phật, thứ hai là Bồ Tát, thứ ba là A La Hán. Quý vị học Nho, học Phật có chứng quả chăng? Không có. Vì mục đích học Phật của quý vị là gì? Mục đích học Nho, học Đạo là gì? Họ có mục đích dùng kinh điển ba nhà Nho Thích Đạo làm tài liệu viết luận văn tiến sĩ,
có thể lấy được học vị Hán học. Mục đích của họ là đi tương lai có thể làm vị giáo thọ Hán học. Trở thành nhà Hán học của Âu Châu. Tôi nói với họ rằng những gì quý vị học được là tri thức, không phải là trí tuệ. Tri thức về Nho Đạo Phật. Ngày xưa không phải cầu tri thức, mà là cầu trí tuệ. Cầu trí tuệ vậy phải thay đổi cách đọc của hai chữ này. Văn tự của người nước ngoài là xem từ bên này nhìn đối diện với tôi, là đọc từ bên này qua. Bây giờ trên màn hình TV của chúng ta nhập vô thượng đạo đồng thành chánh giác. Đây là đối diện với tôi, người ngồi đối diện đọc từ trái qua phải. Văn tự của Trung Quốc, văn tự ngày xưa nói như hiện nay là đọc từ trái qua phải. Từ trái qua phải là học Phật, học đạo, học Nho, ý nghĩa không giống nhau. Học Phật phải học giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đồng tâm, đồng nguyện, đồng hạnh với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vậy là thành Phật. Nho phải học giống như Khổng Tử. Khổng Tử là thánh nhân, Mạnh Tử là hiền nhân. Học đạo phải giống như Lão Trang, Lão Tử, Trang Tử gì? Quý vị phải chăng là Phật Bồ Tát thời hiện đại? Là Khổng Tử, Lão Trang thời hiện đại. Như vậy quý vị đã thành công rồi. Đây gọi là học Phật, học Nho, học đạo, chứ không phải là đạo học, Nho học, Phật học. Là cầu trí tuệ chân thật, lợi ích chân thật. Điển tịch vẫn còn tồn tại. Những năm gần đây thuật in ấn phát triển, giá thành rất thấp, cho nên những điển tịch này có không ít người phát tâm in ấn lưu hành với số lượng lớn. Điển tịch không mất, người học không có. Tìm người học ở đâu? Người học Phật chân chánh. Vì sao tôi học Phật? Vì tôi muốn thành Phật. Giống như Đại sư Huệ Năng, đương thời lần đầu tiên Ngài gặp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, lần đầu gặp mặt, Ngài đảnh lễ Ngũ Tổ. Ngũ Tổ hỏi Ngài: người đến đây muốn cầu điều gì? Đại sư Huệ Năng trả lời rằng:
còn đến cầu làm Phật, không cầu điều gì khác. Tôi tin rằng trong cuộc đời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chưa gặp người nào như vậy. Hỏi Ngài đến làm gì, Ngài nói muốn đến làm Phật. Thông thường người ta vào chùa thắp hương lễ Phật, hỏi họ làm gì, họ nói cầu được lên trước, cầu phát tài, cầu được sống lâu, cầu bình an, đều cầu những điều này. Chưa nghe có ai đến cầu để làm Phật. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, Ngài đến cầu làm Phật, Ngài thật sự đã thành Phật. Không phải tất cả pháp từ tâm tưởng sanh là gì? Ngày nay chúng ta học Đại Thừa chính là học làm Phật, học Tiểu Thừa là học thành A-La-Hán. Họ thật sự có thành tựu. Chúng ta xem tiếp. Cho nên phẩm khuyến trì trong kinh Pháp Hoa nói: ta không yêu thân mạng, nhưng tiếc đạo vô thượng. Là vì lấy đạo vô thượng làm chủ thể của đại nguyện. Đây là cách giải thích thứ nhất. Vì sao chúng ta học Phật? Học để thành đạo vô thượng. Điều này hoàn toàn chính xác. Thứ hai, lấy đạo vô thượng làm quả của đại nguyện. Đây là ý thứ hai. Nói cách khác, 48 nguyện là nhân, thành đạo vô thượng là quả. Tịnh Ảnh Sư nói chắc chắn đắc quả. Trong hoạt đơn là lời của Niệm Lão, nghĩa là chắc chắn đắc quả. Cho nên nói nhất định thành đạo vô thượng. Nói cách khác, 48 nguyện, ta tu học theo 48 nguyện, chắc chắn đắc quả. Quả là gì? Là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành tựu ở đâu? Ở thế giới cực lạc, thành tựu viên mãn. Chứ không phải ở đây. Quý vị không được thương tiếc thân mạng. Thương tiếc thân mạng không thể đến thế giới cực lạc. Niệm niệm không quên, cầu sanh tịnh độ. Điều kiện giảng sanh đến thế giới cực lạc, tất cả đều đầy đủ. Điều kiện giảng sanh thế giới cực lạc chỉ có ba điều: tinh thần, nguyện thiết, chân thành niệm Phật. Bồ Tát Đại Thế Chí nói với chúng ta: đô nhiếp lục căn, nghĩa là buông bỏ vạn duyên. Tịnh niệm tương tục. Tịnh niệm tương tục là tinh thật, nguyện thật, hành thật. Không hoài nghi. Tinh thật, không xen tạp. Nguyện thật, hành thật, thì nhất định được vãng sanh. Sanh đến thế giới cực lạc, nhất định thành Phật. Đây là con đường thành Phật nhanh chóng. Hy hữu khó gặp,
Đời này chúng ta gặp được may mắn biết bao. Hy vọng chư vị đồng học thật sự buông bỏ, không những buông bỏ pháp thế gian mà Phật pháp cũng phải buông bỏ, chỉ nương vào bộ kinh Vô Lượng Thọ này, nương vào tâm chân thành cung kính, chấp trì danh hiệu. Không có người nào không giảng sanh. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.